Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh với thế mạnh đặc trưng trong kinh tế của mình và luôn có tinh thần hợp tác rộng mở, luôn được các địa phương đặt nhiều niềm tin trong hợp tác liên kết, kể cả lĩnh vực du lịch. Các sản phẩm du lịch có tính liên kết nhiều địa phương, nhiều vùng miền đang ngày càng cho thấy sức hút đối với du khách. Huyền thoại sông Gâm, một trong những sản phẩm du lịch đầu tiên của cả nước được ra đời sau dịch Covid-19. Đây cũng là một trong những kết quả đầu tiên hiện thực hóa các thỏa thuận xúc tiến du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Hà Giang, Tuyên Quang được ký kết từ cuối năm 2021. Thưa quý vị, trải dài gần 300 km từ Hà Giang đến Tuyên Quang, sông Gâm vốn có nhiều tiềm năng để khai thác du lịch. Và đây cũng chính là một trong những địa điểm được các công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung khai thác, từ đó tạo nên những sản phẩm du lịch vừa đặc trưng vừa có ý nghĩa trong phát triển kinh tế cho cả hai địa phương Hà Giang và Tuyên Quang. Tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang có một cái sự tương đồng rất là rõ ràng về văn hóa cũng như là thiên nhiên, và đặc biệt hơn nữa là các giá trị văn hóa phi vật thể cũng như là các cái sản phẩm du lịch. Chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bắc Cạn để lập hồ sơ cũng như là tiến hành cái quy hoạch để bảo tồn cũng như là phát triển cái du lịch trên địa bàn hai tỉnh. Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng phong phú, chứng tỏ hoạt động doanh nghiệp du lịch đang ngày càng hồi phục. Hướng tới giai đoạn phát triển mới, các địa phương cam kết để cùng tổ chức thu hút khách hai chiều. Trong cái việc mà liên kết giữa các địa phương thì chúng tôi không chỉ nghĩ đến các vấn đề là đưa khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến với các địa phương, mà chúng tôi còn có cái làm việc ngược lại là đưa khách giới thiệu các sản phẩm du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh đến với các địa phương. Chúng tôi cho rằng cái liên kết vùng cũng đấy là một cái điểm mới để chúng ta thực hiện cái vấn đề phát triển du lịch là trọng tâm trong thời gian tới. Lãnh đạo tỉnh Hà Giang và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đồng hành cùng với các cái doanh nghiệp lữ hành về du lịch, đưa những cái sản phẩm du lịch mới lạ riêng có của hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đến du khách của thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái việc mà liên kết thì cần cho cả hai địa phương, thành phố Hồ Chí Minh cần liên kết với tất cả các địa phương trên cả nước. Cho nên những cái cuộc liên kết như thế này rất là cần thiết cho cả doanh nghiệp đôi bên và để quảng bá cho khách du lịch biết đến. Thì đây là một cái việc làm rất là có ý nghĩa và sẽ đem lại hiệu quả thiết thực